hai nè. À. Cô ngồi có buồn quá, con khóc. Sao? Con thấy cô chảy nước mắt nữa. Nói chung là công việc có vất vả lắm cô. Đấy, quý vị thấy là cụ là cụ chảy nước mắt mà con. Dạ. Con thấy là cụ gọi là năm nay là 87 đúng không? À, 77 mà con thấy là cụ vẫn còn khỏe, vẫn khỏe, vẫn còn gọi là còn gánh được. Quý vị anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Trần Nhân Tôn nhé. Hôm nay thì Kiên đi qua chia sẻ cái cậu bé bán thơm 10 tuổi ở con đường này nhé. Thì Kiên vừa mới quay chia sẻ xong thì Kiên đi ngang qua đây này, Kiên thấy một cụ bà này. Cụ bà cũng gánh một cái gánh hàng, gánh bánh bán ở đây này. Tôi nhìn thấy là cụ gánh mới gánh lại đây xong, nhìn thấy rất là thương nhá, nên là giờ Kiên muốn lại mua bánh ủng hộ cụ cũng như là quay chia sẻ với tất cả quý vị chị các bạn nhé. Kiên đứng ở xa thì không biết là cụ đang bán bánh gì, hình như là bánh xếp hay là bánh có thể là bánh cam, nhưng mà mình sẽ lại đó xem là cụ bán bánh gì nha quý vị. Đây quý vị thấy là Kiên sẽ rung lên cho quý vị xem này. Là cái gánh bánh của cụ này. Đấy, cụ đang ngồi đấy, cụ vừa mới gánh ở đây xong quý vị. Bây giờ là khoảng 11:30 trưa nhé. 11:30 trưa. Rồi chúng ta sẽ sang mua bánh cũng như là trò chuyện với cụ nha quý vị ơi. Đây quý vị ơi, Kiên đã lại với cụ ở đây, cụ đang ngồi đây này. Con chào cụ. Hôm nay con thấy là cụ gánh mãi từ trên tít trên kia xuống đây này. Con thấy cụ gánh đến đây là mình là cụ bán cụ gánh là cái này là bánh gì cụ nhỉ? Bánh tại Yến. Bánh quay dạ, cô bán chợ Hòa Bình đó con. À, cô bán bánh tại Yến này, bánh quay vạc này. Dạ. Bánh này gọi là bánh xếp đúng không cụ? À, đúng rồi, bánh xếp, còn bánh tại Yến, bánh truyền thống mà. À. Ai cũng biết hết. À. Năm nay là cụ bao nhiêu tuổi đã ta? 75 tuổi. À, năm nay mình là 75 tuổi rồi. 77 rồi. 77 rồi. À. Thế là cụ bán cái gánh bánh này mình bán được lâu chưa cụ? Cô bán từ quận 1 đến vô chợ Hòa Bình là cô bán mười mấy năm rồi. À. Mà quận 1 thì cái lúc mà dịch này ế lắm, cô mới vô chợ Hòa Bình cô bán. À. Từ khi chợ Hòa Bình mấy hôm nay hơi vắng, cô mới đi dông vậy nè. À. Cô đi dông cô lựa chỗ nào mà có xí nghiệp nhân viên gia đó cô bán. À. Thế dạo này bán được không cụ? Cô bán được không? Cô bán cũng được, hồi đó cô bán được, nhưng bây giờ cô bán hơi ế lắm. À. Vì bây giờ ai cũng khó khăn lắm. Dạ. Thế là nhà cụ ở gần nhà đây không? Ở quận 4 á. À, nhà quận 4 mà cụ gánh sang bên đây bán hay là như thế nào? Cô bán ở Hòa Bình á, cô đi xe vô à, chợ. Đi... À. Giờ cô ngồi ngay cái cửa chợ, cô chiên, cô bán luôn vậy đó. Dạ. Là cô chiên ở trước cửa chợ luôn. À, chiên tại chỗ bán ở luôn. Ở chỗ bán luôn. Khi còn bán là cô đi dông qua. À. Mấy cái xí nghiệp nè, mấy cơ sở và mấy cô mấy chú ra bán. Dạ. Thế là cụ gọi là nhà cụ có bao nhiêu người con? Có hai mẹ con mà. À. Chú đó là chú lớn tuổi rồi, chú thất nghiệp rồi. À. Có con. Chú là năm nay bao nhiêu rồi nhà cụ nhỉ? 48 tuổi rồi. Dạ. Chú không có vợ. Dạ. Chú thất nghiệp chứ làm ở nhà. À. Thế là cụ hàng ngày cụ phải gánh đi bán rồi có lấy tiền trang trải cuộc sống đúng không? Dạ, thì mỗi ngày đi bán trang trải cuộc sống mỗi ngày. Dạ. Có nhiều khi cô không có tiền nữa. Dạ. Cô mượn xe người này xe người kia cô bán về cô trả lợi vậy đó. Dạ.
một ngày là mình chuẩn bị bánh nồi sơ chế nó có lâu không cụ? Không lâu đâu. Nồi với chiên có lò nữa, cô chiên cô bán. Dạ. Nhưng mà bánh xếp thì cô lấy lời của người ta. Lấy cô tự làm. Dạ. Bánh xếp là mình lấy ở lò. Bánh tay ấy là mình tự làm. Lấy ở lò, không có lò. Cũng như là người quen, ta làm, ta bỏ cho người quen. Dạ. Bánh xếp thì lại nó có hai nè. Cô ngồi có buồn, có con khóc. Sao? Cô thấy cô chảy nước mắt nữa. Nói chung là công việc có vất vả lắm không cụ? Đấy, quý vị thấy là cụ là cụ chảy nước mắt mà con. Dạ. Anh thấy là cụ gọi là năm nay là 87 đúng không? À, 77 mà con thấy là cụ vẫn còn khỏe, nên khỏe vẫn còn gọi là còn gánh được, gánh mà cái đoạn đường rất là dài đúng không cụ? À, tại vì cô khổ quá, cô gây giá, nếu cô có tiền chắc cô gánh cô cái nào cũng. Dạ, con thấy là cũng nãy đâu, con thấy là cụ gánh từ mãi trên kia xuống dưới đây mà con thấy cụ đi, cụ vừa đi cụ vừa thở, con thấy là con đứng bên kia nhìn thấy rất là thương. Dạ. Cái bánh này là cụ bán bao nhiêu một cái nhỉ cụ nhỉ? Bánh này là cụ bán có 5.000 à con. Có 5.000 một cái thôi hả? Mà em thấy là cụ bán mà cụ bọc rất là kỹ nhá, nên là bụi bặm nó không có vào được. Bánh này dầu rồi cô để giấy trắng này. Đấy, cụ làm rất là sạch sẽ luôn nè quý vị. Dạ. Cái bánh quay vạc này thì bao nhiêu một cái nhỉ cụ nhỉ? Cô bán 2.000. 2.000 một cái. Cô lấy 7.000, 8.000. Dạ. Rồi bao là cô bán 2.000. Cô bán có 10.000. Dạ. Quen bán 10.000 thôi mà khách ấy thì bán 12.000. Khách lạ bán 12.000. Bánh này bán có 5.000 cái. Nên một ngày vậy là cụ có bán được bỏng bao nhiêu cái, có bán có hết không? Không có đến được. Cô bán được là 2.5 kg bột. Bán được 2.5 kg bột. Chứ cô không có đếm được. Tôi đổ nhà kia cái lớn cái nhỏ, cái lớn cái nhỏ. Dạ. Cô không có đồ đếm Thế là cô bán thường thường gánh vậy từ mấy giờ là mấy đến mấy giờ là mình nghỉ cô? Khoảng là 5 giờ sáng là cô đi bán rồi. Sớm đó. Dạ. Có nhiều khi cô hết sớm, nhiều khi cô hết trễ. Dạ. Cứ 5 giờ là dậy rồi. 5 giờ là cô đã đi rồi. 5 giờ là đi rồi. Còn mình dậy sớm để mình làm bánh đó chứ cô nhỉ? Không có, dậy sớm mình vô trong chỗ chợ mình chiên. Vô chợ là mình chiên. Chiên ra. Dạ. Chiên rồi mình bán cho mấy người mà ta đi sớm đi làm. Dạ. Thế là cụ giờ đang ở với lại cái chú mà con của cụ hả? Đó, đang ở nha. Tất nghiệp rồi chú ơi. Tất nghiệp. Hồi này dịch cũng thất nghiệp đúng không nhỉ? Dịch nó hết nghỉ rồi, nó nghỉ luôn. Chứ bây giờ cái nghề nó có, nó kiếm làm. Dạ. Hồi đó làm nhiều tiền, bây giờ làm ít tiền quá. Dạ. Cụ lấy cho con mấy cái bánh đi, con ủng hộ cụ lấy lấy một cái bánh tay vạc với lại bốn cái bánh ấy đi, 40 bánh tay yến đi. Lâu lâu qua mua ủng hộ cụ. Rồi, cụ cũng gọi là cũng yếu rồi nha. Đây là lưng cũng còng rồi mà vẫn gánh hàng ngày đi bán này. Lâu năm quá. Dạ. Cụ bán bán cái hồi thôi chồng có 37 tuổi. Dạ. 37 tuổi thế là cụ ở đến giờ luôn là. Ở đến giờ luôn. Dạ. Hòa Bình đúng không? Dạ. Chợ Hòa Bình đúng không cụ? Hòa Bình. Đường cái chợ Hòa Bình đường Bùi Hữu Nghĩa hả? Chợ đó. Tại vì cái chợ đó nó có hai ngõ hai mặt á. Đặc biệt là cái chợ Hòa Bình. Bắt đầu từ mấy giờ là cụ bán với nó? 5 giờ đúng không? Dạ. Còn gánh cho mấy này là lâu lâu thôi đúng không cụ? Lâu lâu là cô mới đi qua rồi. Lâu lâu mới đi qua đây thôi.
con cảm ơn cụ này, con gửi tiền cho cụ này. Cái này bốn cái bánh, bánh này là bánh tay yến nhưng mà cái này là mà làm bằng bột chứ không? Bột gạo. Bột gạo. À, bột gạo cuộn nếp, mì sữa. Dạ. Bò đó con. À. Cái bánh này bánh quay vạc này. Thế là giờ là cụ đứng ở đây hay là cụ ngồi ở đây? Cụ ngồi đây à? Ở đây có nắng không? Không nắng đâu. Ở đây có nắng. Cô ngồi ở đây một lát, cô bán cái đi qua hồi đi kỹ. À, thế là mình cứ gánh gánh hôm nay là thì cụ gánh đi mấy từ từ cô đi vậy đó. À, gánh từ từ đi. Rồi tới đâu cô bán cái đó. Dạ. Rồi còn đi qua hồi đi kỹ. À. Cô bán chở mua giùm. Dạ. À. Qua bên hồ Vĩ Kỷ bán rẻ lắm. Dạ. Còn như qua bệnh bán thì chút xíu đó. À, thế là đường hồ Vĩ Kỷ đúng không cụ? Cái chỗ ăn uống đúng không? À, đó. Cho mà cái khu ăn uống hồ Vĩ Kỷ. Ăn uống dữ lắm, chiều hả? Cỡ chừng 4 giờ trở lên là đông lắm. À. Mình dễ bán. Bây giờ cô bán cái nào đâu, ngày nào cũng hết rồi đó. Dạ. Bánh này thấy ngon quá trời luôn này, ngon giòn lắm. Bánh này giòn đúng không cô? Con giòn. Về con ăn đi. Dạ. Thì làm ngon lắm rồi. Dạ. Cái nào con qua chợ Hòa Bình thì làm gì ngồi à. Nhưng mà ngồi ở bên trong chợ hay là bên ngoài? À? Ngoài đường, ngoài bảo vệ, ngoài trước cửa. Dạ. Thị công an không có bắt gì đâu. À. Bắt ai bắt gì, bắt ai bắt cái gì ngồi tỉnh bơ bán à. Dạ. Có nhiều khi gì nể nó gì đứng gì chạy nó phải chạy. À. Tại người ta thấy cũng thương gì mà, thương thương. Dạ. Bà thương cụ mà. Dạ. Còn đi bán vậy thì đã thương. Dạ. Có nhiều khi mình đi bán vậy có hên nó gặp ta cho tiền á. À, đúng rồi. Hên nó gặp, có ông đó ông nhìn xe lại xong nó chú ơi bánh này hơi nguội, mình thấy khang khang mình cũng nói thiệt. À. Chú ơi bánh của gì hơi nguội nghe chú. À. Ông nói không sao, con cho gì 500. Dạ. Cũng có cho hoài à. Dạ. Cũng nhờ trời thương. Dạ. Thấy đây cụ vẫn còn gọi là khỏe với lại là vẫn còn làm bánh được cái bán là con cũng mừng rồi. Lưng đau rồi cụ. Lưng đau. Sắp mưa rồi đó cụ. À, có mưa rồi đấy. Bán lâu quá bà nói là cũng để cho người ta lên mạng ta thấy bà ta mua. Hòa Bình. À, cô bán trước cổng chợ Hòa Bình. Đấy, từ 5 giờ sáng chợ Hòa Bình. Từ 5 giờ sáng. Là cô bán rồi. À. Đó, bây giờ dắt hết. Dạ. Thế là nhà cụ ở quận Tư. Quận Tư nhưng mà bên đó là nhà của mình hay là cái phòng trọ gì đó. À. Bán 1 triệu mấy. Cô muốn phòng trọ à? Trọ ở cái phòng vậy. À. Thế ngày xưa là cụ là có quê ở đâu hay là gốc Sài Gòn luôn? À, quê Long Xuyên. Dạ. Dạ. Sắp mưa rồi đó cụ. Cô kiếm chỗ ấy đi, con gửi tiền cho cụ. Còn con nhiêu hả? Có 30 thôi. Rồi, con gửi cụ nha. Dạ. Rồi, hy vọng là mọi người có dịp đi ngang qua cụ bán 5 giờ sáng ở ngay trước cửa chợ Hòa Bình nhá. Lâu lâu thì cụ gánh cụ đi bán. Như vậy thôi. Có gì thì nếu anh chị nào cô chú đi gặp cụ thì có thể mua bánh ủng hộ này, thấy không? Mưa rồi cụ lại chạy mưa đấy. Mưa rồi mình. Mưa rồi cô ơi. Không sao đâu, để đó là con đi luôn á. Dạ. Trời ơi, cụ bọc lại cho mình nữa. Rồi mình đang lúc nãy thấy trời rất là sáng mà sao tự nhiên mưa rất là nhanh luôn quý vị. Đây mình đang đứng ngay trước cái số 93 đường Trần Nhân Tôn này, quận 10 này. Trời, cái chị kia chỉ bỏ thùng rác ở đây cái nào nó bay luôn.
lớp mưa nó ướt hết trơn. Đây Kiên quay cụ xong là mưa quá là Kiên đắp mưa, cụ cũng qua đây cũng đắp mưa luôn. Cụ mà đội cái túi lên nhìn kỳ kỳ. À, chúc cụ bán được nhiều nhá. Mong rằng sẽ có nhiều cô chú anh chị ủng hộ cụ nhá. Dạ. Dạ. Lâu lâu cậu có đi qua và mình ghé con bán nha. Dạ, lâu lâu con đi qua con ghé. Dạ. Vô Hữu Nghĩa nha, ngay cửa chợ bảo vệ đó. Ngay đường Bùi Hữu Nghĩa đúng không? Bùi Hữu Nghĩa, hai mặt rồi. Dạ. Mà Bùi Hữu Nghĩa là mặt cánh rồi đó. À. Mưa lắm nên là cụ bán hết sớm là về nhá. Dạ. Đây là cái gánh của cụ này không? Quá trời mưa luôn. Quá trời mưa luôn. Ai bán bánh vào? Dạ tôi. Anh cái này cho con. Ủa cái con. Trái hả? Ở bên này một trái. Bắn đi. Con ăn mấy trái nắng hả? Đặt con được không? Đặt đi, đúng rồi. Rồi quý vị ơi, hôm nào Kiên đi qua Kiên sẽ gọi là ghé chỗ cụ nhé. Quý vị muốn ủng hộ cụ thì quý vị có thể là đến ngay cái trước cái cổng chợ Hòa Bình nhé. Cụ bán từ khoảng 5 giờ sáng mà tới trưa nhé. Lâu lâu thì cụ gánh cụ đi bán rong như vậy này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo nhé. Mọi người có yêu thương thì ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, like, subscribe và có thể là mọi người chia sẻ cái video này đến nhiều người hơn nha. Rồi, xin chào cả nhà.